Dựa theo yêu cầu của nhiều bạn, hôm nay San chuyện review sẽ ra tiếp phần sau của bộ truyện mới gặp lần đầu cưới luôn tà thần làm vợ. Vì thời gian tạm dừng cũng hơi lâu, nên mình xin tóm tắt sơ lược cốt truyện phần sau. Nếu mọi người có chút khó hiểu, xin hãy xem lại những video trước trong San chuyện review dùng mình nhé. Phải kể lại từ khi vợ chồng Lâm Trạch và Vi cùng nhau đem dưa hấu đến cho bác sĩ Sawan ở thành phố Ben. Cũng trong lúc này hai người bọn họ đã phát hiện ra sự bất thường, là bác sĩ Sawan đã làm người dân ở Ben đa phần bị nhiễm vương chi lực, mà có một đại ác thần tên là Bimontos cũng đang có ý đồ bất chính với thế giới này trong lúc hai người đang thảo luận về mưu đồ của Bi thì bất ngờ bác sĩ quan xuất hiện trong bộ dáng là con gái lại còn đang mang thai, điều này làm cho cả Lâm Trạch và Nivi đều kinh ngạc. Sau đó nữ xa quan mời hai người họ về phòng khám của mình để tiện nói rõ hơn tình hình hiện tại. Cũng tại đây nữ xa quan đã nói ra bí mật của Lâm Trạch cho Nivi biết, đó chính là Lâm Trạch bị lời nguyền của người xuyên không. Khi tiếp xúc gần với tà thần tim mạch của anh ta sẽ bị đau đớn, thậm chí là phát nổ. Nivi nghe xong thì không khỏi sừng sốt và đau lòng. Lát sau khi trông thấy nữ xa quan cùng tất cả mọi người đang ngồi ăn vui vẻ thì victoria cảm thấy chạy lòng cô cùng người hầu thân cận là mas đi dạo phố để thư giãn cũng từ đó victoria gặp được tên zero người được cho là nhà sáng tạo khu vui chơi dành cho người xuyên không hắn vì mục đích muốn đối phó với bọn người sao mà nhầm chưa dụ victoria xử lý tên sát nhân ma Kilauea, bảo cô ta hãy đâm con dao vào lòng bàn tay của tên đó bởi vì kilaoia đang bị nữ bác sĩ sao quan canh giữ mà victoria lại đang làm việc cho nữ sao quan vì lo sợ nên victoria đã thông báo việc này cho nữ sao quan biết đến đây mọi người đều hồi hộp không biết ý đồ của tên zero là gì nên không ai dám thực hiện việc này sau một lúc đùn đẩy tên mas cũng tự tay đâm con dao vào lòng bàn tay tên kiloea và cũng từ cú đâm này cả phòng khám của nữ bác sĩ sawan đã chìm trong biển lửa bởi sự phát nổ mọi người may mắn kịp thời thoát thân nhìn thấy tâm huyết cả nửa đời tích góp trong nháy mắt đã bị chôn vùi nữ sawan đau lòng không thôi đột nhiên tên sát nhân ma kiloea cũng xuất hiện bay lơ lửng trên không trung mọi người bắt đầu chia nhau ra hành động cả hai sawan thì đi đối phó với tên sát nhân ma kiloea đồng thời nữ sawan bảo utau đi đến mật thất để giải quyết những mẫu thí nghiệm mà trước đó cô đang làm giang dở cùng lúc tên Zero lại đi đến góp vui, hắn lấy ra bảo vật là đồng hồ cát rồi dùng pháp thuật biến nhỏ lâm trạch và Nivi lại, sau đó nhốt cả hai vào trong không gian của đồng hồ cát kia. Cùng lúc hai vị sao quan bay lên không trung để xử lý tên sát nhân Kilauea kia. Đồng thời ở một nơi khác, kỵ sĩ thánh Hôn giai cũng đang âm thầm quan sát trận chiến, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay ứng cứu. Về phần lâm trạch và Nivi cũng nhờ bị nhốt trong không gian của đồng hồ cát mà đã tìm được cổ máy thời gian. cả hai quyết định đi vào bên trong cổ máy để quay lại khoảng thời gian trước kia của hai khi chưa quen biết. Sau đó Nivi đi vào thế giới của lâm trạch cũng như tuyến thời gian của bản thân khi đó anh ta chỉ là một chàng sinh viên đẹp trai nhưng lại lạnh lùng được rất nhiều bạn nữ đeo bám khi nivi xuất hiện cô nhất quyết bám lấy anh mặc cho sự ngăn cản từ các nữ sinh khác cô dùng xúc tu trên cơ thể mà quắn chặt lâm trạch cùng hai cô nữ sinh cản đường kia rời đi còn lâm trạch mặt khác cũng đi vào tuyến thời gian của bản thân anh ta đang trên một con thuyền để dự hội nghị chữ thần khi tà thần và loài người cùng nhau hội tụ trong lúc anh đang đứng bên ngoài nói chuyện với thụy kim thì bỗng nivi đang ngậm kẹo mút mà đi ra cất tiếng hỏi thụy kim về đồ ăn Nhìn thấy Nivi lúc này Lâm Trạch có hơi bàng hoàng mà nhìn chằm chằm cô, bỗng Nivi bắt gặp ánh mắt của Lâm Trạch nhìn mình mà có chút ngạc nhiên. Chuyển cảnh, quay lại tuyến thời gian của Nivi, khi cô bắt được cậu sinh viên Lâm Trạch, không biết đi đâu nên đành đi tới nhà của Lâm Trạch. Cô cầm chiếc điện thoại trên tay bấm bấm mà ngỡ ngàng nói, cái thứ gọi là điện thoại này thật là lợi hại nha, thứ nhỏ xíu như này lại thu tóm được toàn bộ thông tin của thế giới. Lâm Trạch bị trói ngồi một góc mà quay qua nhìn cô nói, được rồi, tôi tin cô chính là người của dị thế giới rồi. Lúc này Nivi đang đọc truyện tranh trên điện thoại, tới đoạn cao trào của nam nữ chính cô cũng ưm a theo làm cho lâm trạch nghe theo mà bức bối lên tiếng nhắc nhở cô có thể đừng lấy điện thoại của tôi đọc chuyện được không thấy lâm trạch phản ứng mạnh ni vi vội quay nhìn anh giọng lắp bắp a à, tôi nhất thời tò mò lâm trạch câu có đưa hai tay đang bị trói ra trước rồi nhìn ni vi chằm chằm như thể bảo cô cởi trói cho anh ni vi mới chợt nhớ ra điều này mà bèn tiến lại chỗ anh rồi nói nói lại thì lâm trạch à thế giới của các người thật quy củ nội dung về ma pháp và thần bí đều làm trong âm thầm thật là khó tin vừa nói ni vi vừa tháo gỡ những xúc tu trên tay lâm trạch ra lâm trạch lại nói đối với tôi mà nói người mà cảm thấy không thể tin nổi là cô mới đúng bỗng lâm trạch nhìn cô thoáng lên sự thắc mắc cô thật sự là vợ tương lai của tôi sao nghe vậy Nivi vi cũng liền đáp lại là cậu đã cầu hôn tôi đó lâm trạch cũng trầm ngâm suy đoán vậy cũng chính là nói ta trong tương lai nhất định sẽ xuyên không đến dị giới đúng không ni vi áp sát người lâm trạch cô đặt hai tay lên vai anh chừng mắt nhìn anh rồi cho biết cậu sẽ trở thành sự tồn tại bất lão bất tử nhưng đồng thời sẽ phải chịu lời nguyền vĩnh hằng tớ cũng chính vì muốn điều tra rõ về lời nguyền đó nên mới quay trở về tà thần thời đại này nghe xong những lời này lâm trạch lại tỏ vẻ buồn chán mà ngáp ngắn ngáp dài rồi anh tỏ vẻ nghi hoặc hỏi lại lợi hại thật lợi hại cho dù cô nói đều là thật nhưng cụ thể phải làm như thế nào hả tà thần đại nhân tuy nhiên ni vi lại gãy đầu mà vô tư đáp lại không biết nghe vậy lâm trạch hoang mang chỉ biết gào thét trong âm thầm ni vi ngây ngơ nhìn anh nói bởi vì lâm trạch trong tương lai không có nói cho ta biết phải làm như nào đồng thời cô đưa tay ra trợ hồi chiếc gối sau đó ôm lấy chiếc gối mà bảo tớ chỉ biết là tớ chỉ có thể luôn ở bên cạnh cậu thôi ngủ ngon nhé lâm trạch nói rồi ni vi liền nằm xuống đắp chăn chuẩn bị ngủ thế nhưng lâm trạch lại chỉ tay ra bên ngoài nhắc lại trước khi ngủ cậu có phải còn có việc gì chưa làm không Bất chợt Nivi nghe anh nhắc thì ngồi bật dậy, hai mắt cô sáng lên mà nói: "Đúng vậy, phải ăn cơm." Lâm Trạch liền xua tay đồng thời nói: "Không phải là ăn cơm, mà là hai tên kia." Hóa ra là Nivi đã trói hai nữ sinh kia lơ lửng ở bên ngoài, khiến bọn họ buồn nôn mệt mỏi vì sự khó chịu. Những xúc tu kia rốt cuộc là thứ gì chứ? Đầu óc đầu óc tôi chắc hỏng rồi. Cùng lúc một người phụ nữ trung niên mở cửa bước vào cất tiếng gọi: "Lâm Trạch, mẹ về rồi." Nhưng khi bước vào trong nhà, trông thấy Lâm Trạch đang ở cùng bạn nữ khiến bà ngây người ra đó mà ứ ớ, cả hai đang đã nhanh chân ngồi trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách lâm trạch sợ mẹ tức giận mà liên tục xua tay nhằm giải thích mẹ chuyện này có chút phức tạp mẹ đừng nóng vội nghe con giải thích đã bỗng dưng người mẹ trầm mặt xuống lấy tay vỗ vỗ lòng ngực mà tự trách lâm trạch là lỗi của mẹ mẹ không biết là con đã bước vào thế giới của người lớn sớm như vậy lâm trạch mặt mày tái xanh vội xua tay nói không 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 con không có bước vào thế giới như thế đâu ni vi bỗng trầm mặt xuống thành thật lên tiếng xin mẫu thân đại nhân yên tâm là người dẫn đường của thế giới người lớn con sẽ có trách nhiệm đối với lâm trạch tuy nhiên ni vi không ngờ chính những lời nói này của mình đã làm lâm trạch càng thêm hoang mang hơn anh phát cáo quát lại cô đừng có mà khiến sự việc càng trở nên phức tạp chứ. Sau đó mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Nivi cũng đã buông tha cho hai nữ sinh kia. Lúc này Lâm Trạch đang tiễn hai người bọn họ đi về mà lên tiếng can dặn chuyện hôm nay thật sự xin lỗi, vẫn mong các bạn quay về nhớ giữ kỳ nhé. Chuyển cảnh quay lại với trận chiến của nữ bác sĩ Sa với tên sát nhân Makiloa. Khi biết được cô y tá thân cận Meka phản bội mình, nữ Sa không khỏi bàng hoàng. Nữ Sa đứng khoanh tay trước Meka mà lạnh lùng nói chỉ có bản lĩnh như này ngươi cũng muốn phản bội ta. À? Meka bị phản đòn Meka ngồi đó chỉ biết nhìn cô nói bác sĩ Quan, cô quả nhiên rất mạnh. Nữ Quan chợt lên tiếng hỏi, nói nghe xem, tại sao cô lại muốn gia nhập lạc viên? Cùng lúc Nam Quan bị tên Kiloia không ngừng tấn công mà hét toáng lên, nếu cô rảnh rỗi thì lại giúp tôi đi. Thế nhưng nữ Quan lại tỏ vẻ khó chịu, cô câu có đáp lại, ý, phiền phức quá, ta không muốn, ngươi tự mình nghĩ cách kéo dài thời gian đi. Bên này MEKA cũng đang chấp tay tỏ lòng thành kính nói, bác sĩ Quan, ta chính là tín giả trung thành nhất của tạo vật chủ, ta có thể gia nhập, tất nhiên là vì chủ ở trong lạc viên rồi, lý tưởng cao thượng của lạc viên chính là đón chủ cũ trở về. MEKA bỗng đứng dậy giấu thứ gì đó ở sau lưng nói tiếp, còn cô, Quan, cô lại có mưu đồ tạo ta tạo vật chủ mới. MEKA bỗng lớn giọng quát lên, đây chính là sự khi nhờ nghiêm trọng nhất, dứt lời MEKA liền lấy ra một ống tiêm có chứa nước thuốc màu đỏ mà chích thẳng vào cổ của mình. Thấy cảnh này nữ Quan có hơi kinh ngạc liền nói, đây chính là lý do vô vị đó sao? MEKA đột nhiên hét lên hay a, à, rồi cả người như nổ tung. Trong thoáng chốc MEKA đã biến hóa thành bộ dạng mới, cùng với đôi cánh đại bàng xuất hiện ở phía sau lưng. Cô ta nhìn nữ Sawan mà nói với giọng đầy khoái chí, bác sĩ Sawan cô đã nhìn thấy thân thể xinh đẹp này của ta chưa từ trong đôi mắt của cô ta lóe lên một màu vàng hoe mà đắc ý nói tiếp ta sẽ dùng cơ thể mà chủ ban cho ta này để phá hủy đi lý tưởng của cô cũng trong lúc này ký ức của meka bất chợt lại hiện về trong đầu cô khi đó meka cùng với em gái đang quỳ trước một tòa thánh thành tâm khấn váy tạo vật chủ vĩ đại ơi ta cầu khấn người xin hãy thương xót cho thế giới này cô đang chấp tay cầu khấn thì bỗng nghe tiếng cô em bên cạnh than vãn chị ơi em đói quá meka quay sang đưa tay xoa đầu cô em mà vui vẻ cho biết đợi chị cầu nguyện xong thì sẽ đi mua bánh bao cho em nhé Nghe có bánh để ăn cô em vui mừng cười híp mắt, quá wow, tốt quá. Bỗng dưng có một người đi tới, khi nhìn thấy hai chị em MEKA đang quỳ phía trước mà lên tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên, Ê dô, hai vị là tín đồ của tạo vật chủ sao?" Vừa nói hắn ta vừa đưa tay giở chiếc mũ trên đầu xuống. Nghe có người đến MEKA cũng vội vàng đứng dậy đáp lời, "Đúng vậy, vị tiên sinh này, anh cũng đến đây để cầu nguyện sao?" Hắn ta lạnh lùng nói không sai, "Ta cũng đến đây để cầu nguyện, nhưng không phải là với tạo vật chủ, mà là tạo vật chủ mới, Tà thần sao quan đại nhân." Dứt lời hắn ta liền lấy ra một khẩu súng chĩa về phía hai chị em MEKA. Trong thấy cảnh này làm hai cô gái sợ hãi mà ôm chầm lấy nhau rồi cứ trố mắt nhìn về phía đối phương cùng với đó quay lại hiện thực thì đã thấy meka đâm xuyên cánh tay mình qua người nữ xa quan đồng thời cô ta cũng bị vương chi lực quán chặt toàn thân meka gương mặt dính đầy máu mà vui sướng cứ ngỡ đã giết được nữ xa quan mà bật cười ha ha ta cuối cùng cũng trả thù được rồi thế nhưng meka không ngờ rằng người mình vừa giết lại là tên sát nhân ma cũng bởi vì thù hận che mờ mắt mà cô ta đã bị nữ xa quan âm thầm dùng huyễn cảnh giờ trò lúc này cả hai người sa quan đứng một bên nhìn thấy cảnh hai tên kẻ địch tự giết lấy nhau mà thích thú nữ sa quan liền nói được rồi vậy là kết thúc rồi còn nam sa quan cũng hí hửng lên tiếng chiêu này thật sự là lúc nào dùng cũng thật linh nghiệm gương mặt nữ sa quan thoáng chút buồn mà lại hỏi ký ức của cô ta ngươi đã thấy chưa nam sa quan lại đáp đương nhiên rồi tên đàn ông giết chết meka muội muội chính là tín đồ cùng tín của chúng ta ta rất có ấn tượng với hắn nữ sa quan lại nói nếu không có tín đồ đối với thế giới mà nói tà thần của chúng ta sẽ trở thành sự tồn tại không ổn định nhưng một khi có tín đồ rồi thì tinh thần của chúng ta sẽ nhốm bẩn bọn họ cô trầm mặt lại lấy tay để trước ngực nói tiếp sinh mệnh của tà thần thật sự rất đáng thương chuyển cảnh mặt khác tên người hầu mars cũng đang có ý định giết chết victoria hắn đột nhiên vung kiếm chém về phía victoria cô kịp thời né tránh mà không khỏi kinh ngạc hắn từng bước tiến lại gần cô rồi cho biết tiểu thư người có thể trở thành tà thần chỉ có ta thôi victoria đứng trước đường kiếm khí cường đại của hắn mà thầm thắc mắc rốt cuộc từ lúc nào mà mars lại có ý thức của bản thân chứ nhưng việc cấp bách trước mặt là làm sao có thể sống sót trong cuộc chiến này tên mars đưa thanh kiếm bừng bừng sắc khí ra trước mặt victoria nói tiểu thư cô nhất định là đang cảm thấy rất kỳ lạ nhỉ vì sao ta vốn dĩ phải chết đi nhưng mà giờ đang chống lại cô victoria chỉ im lặng đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn hắn mars nghiêm mặt nhìn cô cho biết có một loại khả năng nào không đó chính là ta chưa từng chết đi chỉ là đang ngủ say mà thôi dứt lời hắn lại quét ngang thêm một đường kiếm khí tấn công victoria cô bất lực chỉ biết ngồi im nhắm chặt hai mắt thầm hoảng loạn tiêu rồi lần này né không được rồi đột nhiên có một đạo kiếm từ đâu lao tới ngăn chặn lại đường kiếm của mars và đường kiếm đó chính là của rai hắn kịp thời xuất hiện đứng chắn trước mặt victoria nói may quá một phát như ngàn quân hắn đưa mắt liếc nhìn victoria rồi cho biết tiểu thư xinh đẹp đừng lo lắng kỵ sĩ thánh ngôn rai đến cứu cô đây thế nhưng victoria làm sao không lo cho được cô hoảng hốt kêu lên kiếm thuật của Ma rất mạnh ngươi phải cẩn thận đấy sự xuất hiện của rai đã làm gia tăng thêm sự bức bối trong lòng Ma, hắn hung hăng cầm kiếm lao lên phía trên đồng thời nhếch mép cười khinh lại có nam nhân khác nữa à victoria cùng lúc rai đưa thanh kiếm được bao phủ bởi luồng linh khí cường đại ra phía trước anh cho biết ngô kiếm này có thể chém gãy vạn vật đi cùng với lời nói là Gai đã dùng ngô kiếm chém gãy tan nát thanh kiếm của tên Mas và tiêu diệt hắn ta một cách dứt khoát. Đồng thời Rai lạnh lùng lớn giọng nói, người đã khuất thì cũng đừng cố níu kéo nữa. Chuyển cảnh, tại tuyến thời gian của Nivi, một buổi sáng bầu trời trong xanh tại lớp học, Lâm Trạch đang ngồi trong lớp mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngơ ngẩn nói, tuy rằng gió và trời đều đẹp, nhưng sao mình lại có một sự cảm không lành chứ? Đột nhiên cô giáo bước vào lớp và lên tiếng nói, các bạn học, hôm nay có một tin tức muốn nói với mọi người. Cô giáo chỉ tay ra cửa nói tiếp, chúng ta vừa mới đón một bạn học sinh chuyển trường. Cô nhìn Nivi và đưa tay gọi vào, bạn học xa vào lớp đi ni vi liền lên tiếng vâng rồi từ từ bước vào lớp lâm trạch ngồi phía dưới khi trông thấy ni vi thì sửng sốt phụt cả nước cơm ra ngoài ni vi cũng vui vẻ cất tiếng chào hỏi chào mọi người tớ là học sinh mới chuyển trường tới đây tên là sa ni vi và cũng là vị hôn thê của bạn học lâm trạch đằng kia lời giới thiệu này của ni vi khiến lâm trạch như bị xét đánh ngang tai hai mắt cứ thế trợn tròn mà chết lặng một bạn nam ngồi phía sau lâm trạch nghe xong cảm thấy bức xúc giọng có chút trách móc lại là cậu nữa à lâm trạch còn tên tóc vàng ngồi phía trên lâm trạch cũng cau có giọng thắc mắc tại sao tất cả các cô gái xinh đẹp đều có liên quan tới cậu chứ thế nhưng lâm trạch lại tỏ ra vô tội nói cái này không thể trách tớ được bỗng nhiên tên tóc vàng tức giận tím tái cả mặt mà lên giọng thách thức nói với lâm trạch tan học cậu đừng có về nghe lời này của cậu ta ni vi trầm mặt lại rồi từng bước tiến xuống đứng trước mặt tên tóc vàng mà lạnh giọng nói hai bạn định làm gì với vị hôn phu của tớ vậy thấy ni vi phản ứng có hơi khác lạ làm tên tóc vàng đổ mồ hôi hột trong sự kinh ngạc cô giáo cũng lên tiếng phá đi bầu không khí căng thẳng bên dưới được rồi bạn học ni vi cô chỉ tay xuống phía dưới nơi có chiếc ghế trống rồi cho biết chỗ ngồi bên cạnh lâm trạch đang còn trống nếu em đã là vị hôn thê của em ấy thì hãy ngồi chỗ ấy đi. Nghe cô giáo nói, Nivi quay lại vui vẻ nhìn cô nói cảm ơn cô giáo. Ngay khi Nivi vừa ngồi vào chỗ, Lâm Trạch bỗng thì thầm với Nivi, "Cảm ơn cô đã khiến ta ngại ngùng trước mặt tất cả mọi người, ta thần đại nhân." Nivi cười híp mắt đáp lại, "Đừng có khách khí, bạn học Lâm Trạch à." Nhưng một lúc sau Nivi bỗng nghiêm túc nói với Lâm Trạch, "Lâm Trạch, tớ cần cậu đi với tớ một chuyến." Lâm Trạch cũng đoán được không có chuyện gì tốt, anh hoang mang nói lại, "Trường của chúng ta tuy không phải là cấm cửa, nhưng không có chuyện gì thì cũng không cần thiết phải đi ra ngoài đâu nhỉ?" Nivi quay sang nhìn Lâm Trạch không ngần ngại cho biết tiết học bơi chiều nay tớ không có đồ bơi nghe tới đây lâm trạch chật hốt hoảng quay qua nhìn ni vi nói cậu chắc không phải là đang muốn tớ thay cậu chọn đồ bơi đấy chứ thấy biểu cảm của lâm trạch có chút ngạc nhiên nên ni vi cũng ngơ ngác hỏi lại gì thế không được sao bỗng nhiên trong đầu lâm trạch lại đang tưởng tượng ra cảnh ni vi mặc nguyên bộ bikini mát mẻ ở trong trường tự nghĩ xong rồi lâm trạch tự đỏ mặt ngượng ngùng mà hét toáng lên trong trong trường học không được mặc quần áo kỳ quặc đâu tiếng hét của lâm trạch đã làm vang dội cả một lớp học khiến mọi người đều kính hãi quay lại nhìn anh cô giáo cũng phải lên tiếng nhắc nhở bạn học lâm trạch bây giờ là giờ học bài phiền em có thể nói nhỏ lại một chút được không lâm trạch nghe cô quát mà vội đứng dậy khép nép nói lời xin lỗi còn ni vi thấy điệu bộ rụt rè sợ sệt của anh mà không nhịn được thầm nghĩ lâm trạch thời gian này hình như rất dễ bị chọc gạo có cảm giác vui vẻ vì bị mình ức hiếp chuyển cảnh sau khi tan học mọi người đi đến trạm xe buýt đón xe tại đây lâm trạch đã leo lên xe buýt nhưng lại tỏ vẻ khó chịu mà lên tiếng tôi nói mà trời nóng như này trên xe buýt có thể đừng chen chúc như này được không bởi vì anh bị chen ngồi giữa các nữ sinh đột nhiên cô bạn tiểu nhi quay sang kéo cô bạn a hồng đẩy ra giọng bức xúc tớ ngồi chỗ này trước mà mời bạn đi ra tuy nhiên a hồng lại bảo cậu đừng có mơ chỗ ngồi bên cạnh lâm trạch bắt buộc phải là của tớ lâm trạch nhìn bọn họ ngạc nhiên hỏi lại tại sao các cô cũng phải đi theo tôi chứ bất chợt cả hai cô bạn quay lại chỉ tay vào ni vi mà đồng thanh nói nếu để lâm trạch một mình đi cùng cô gái này đi mua đồ bơi thì buổi chiều sợ rằng sẽ không quay lại trường học nữa rồi cô bạn tiểu nhi bỗng mắt trợn tròn hai tay ôm mặt khi trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì đó rồi nói hai người nhất định sẽ đi chỗ đấy làm này làm kia sẽ khiến lâm trạch hoàn toàn trở thành đối tượng của cô ta sao nhưng ni vi lại rất tự tin lên giọng cho dù không làm việc này việc kia thì lâm trạch sớm cũng đã là đối tượng của tôi rồi cô bạn a hồng lại hào hứng lên tiếng hừ vẫn còn cơ hội chỉ cần ở trận đầu bơi này chiến thắng cô lâm trạch vẫn sẽ là của chúng tôi tiểu nhi cũng hùa theo bảo rằng không sai lâm trạch mệt mỏi giọng gay gắt quát lên tôi đã nói rồi yêu đương cái quỷ gì tôi không yêu là thật đó bỗng nhiên lâm trạch cảm thấy hốt hoảng mà tối sầm mặt lại khi anh ta trông thấy cảnh tượng hai cô bạn ngồi quỵ trong đám khói lửa rồi anh lại đưa tay lên ôm lấy đầu mình vì bị lên cơn đau điều này làm nivi lo lắng hỏi lại anh lâm trạch bị sao vậy cùng lúc tiểu nhi túng lấy áo a hồng bức bối hết lên nhưng trước đó thì hãy đưa cái mông của cậu C ra đi nhưng cô bạn a hồng vẫn ngoan cố đáp trả cậu nằm mơ đi lâm trạch nhìn lại thấy hai người vẫn đang cãi nhau trước mặt mà lắp bắp trả lời với ni vi không không có gì tôi không sao chuyển cảnh bên này lâm trạch cũng đã rời khỏi thế giới của ni vi mà quay lại hiện thực anh đang nhìn vào khoảng chung mà thầm hoang mang khung cảnh mình nhìn thấy vừa rồi là chuyện gì vậy ký ức ngày xưa lại rõ ràng hơn một chút khung cảnh vừa rồi là xem ra bên ni vi rất thuận lợi mình ở đây tiếp theo cũng sẽ có thu hoạch nhỉ bất chợt trước mặt lâm trạch lại xuất hiện một cột quang sáng chói nó được phóng xuống từ trên không trung dây tiếp theo là một người mặc đồ đen hiện ra hắn đang ngồi trước bộ bàn ghế to tròn trông thấy lâm trạch hắn lại nói người du hành từ tương lai đến kia tại sao lại ở đây lâm trạch cúi đầu hành lễ đồng thời lên tiếng tạo vật chủ vĩ đại nếu người toàn năng toàn chi tất nhiên sẽ biết lý do tại sao ta đến đây chứ tên tạo vật chủ nghe vậy cũng tò mò hỏi lại người mưa on tìm ra lý do tại sao ta lại lụi bại ư và lý do tại sao sau này người xuyên không lại đến thế giới này nghe những lời này bỗng dưng lâm trạch kinh ngạc khi nhận ra điều gì đó anh bèn ngước mắt nhìn lên rồi hỏi lại ngươi là hình ảnh lilith xinh đẹp xuất hiện nói lâm trạch đại nhân ngươi tới đây cũng muộn quá rồi nhỉ lilith bỗng sụ mặt lại nói với giọng lo lắng sanivi đại nhân không biết đã đi bao lâu cũng từng nói sẽ đưa lâm trạch đại nhân quay lại lâm trạch khoanh tay đứng nhìn cô gái trước mặt mà lạnh lùng hỏi lại ngươi thật sự là lilith sao xem ra trông trưởng thành hơn ngày xưa một chút rồi vừa nói anh vừa đưa tay xoa đầu cô gái khiến cô hơi kinh ngạc trong đầu cô xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng rồi tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh hỏi lại ngài đang nói gì vậy lâm trạch đại nhân lâm trạch liền xua tay cho biết Tạo vật chủ đại nhân, thái độ của Lilith đối với ta không có cung kính như này đâu. Nếu như muốn dùng hình dáng của cô ấy để nói chuyện với ta thì cần phải vô lễ một chút." Tên tạo vật chủ ngồi khép nép mà cười híp cả mắt nói, "Ây da, quả nhiên là bị Lâm Trạch đại nhân nhìn phát hiện rồi, vậy thì ta cũng không cần giả bộ nữa." Sau đó tên Rai liền hiện ra lớn giọng hét lên, "Iugơ đại nhân, rất xin lỗi vì đã người với bộ dạng này, thật ra ta là Gai." Lâm Trạch vội vàng che mặt lại tỏ vẻ bất lực nói, "Ngươi có phải là đã quên đổi cơ thể rồi không?" Nghe lời này từ Lâm Trạch, từ sâu trong ánh mắt của Gai nổi lên những tia máu như phát nổ vì kinh ngạc quên đổi cơ thể ư hắn bàng hoàng nhận ra cơ thể của mình bất ổn mà giọng nói lại lắp bắp đúng ngươi nói đúng ta rốt cuộc là ai đây bỗng nhiên nữ xa quan từ phía sau đi tới cất tiếng nói nhìn thấy chưa đây chính là tạo vật chủ hiện tại hắn vốn đã mù lòa rốt nát đã rơi vào trạng thái điên cuồng rồi nếu như không sử dụng hình dạng trong ký ức của kẻ khác thì căn bản không thể nói chuyện bình thường được lâm trạch cũng nói sự nghi hoặc trong lòng ta cũng đoán được là tạo vật chủ đã xảy ra vấn đề từ rất lâu rồi nhưng không thể ngờ rằng hắn lại trở nên điên dại trệt để như này nữ sa quan tiến tới lấy áo choàng đen khoác lên người tạo vật chủ khi thấy hắn có biểu hiện khờ dại cô lại nói trật tự của thế giới vốn dĩ là hỗn độn đổ vỡ có hay không khả năng không phải là triệt để điên loạn mà là từ ban đầu đã chưa từng tỉnh táo nữ sa quan nghiêm mặt lại nói phụ thân người chính là tạo vật chủ mà tạo vật chủ có thể là bất kỳ ai tên tạo vật chủ cũng dần dần bình tĩnh lại rồi lên tiếng không thể phân định ta thật sự không thể phân định rõ tới đây nữ sa quan nhìn lâm trạch đồng thời chỉ tay sang một bên đưa ra gợi ý lâm trạch tiên sinh chúng ta ra bên ngoài nói chuyện đi một lúc sau nữ sa dẫn lâm trạch đi đến chỗ có đầy hoa hồng cô chỉ tay xuống chiếc ghế rồi nói chính là chỗ này mời ngồi sau khi ngồi ổn định lâm trạch liền nói trước bác sĩ sa quan, ta sẽ nói thẳng nhé ta là người xuyên không đến từ tương lai tạm thời là sự tồn tại cùng trận danh với cô kẻ thi của chúng ta đang muốn đem tà thần bi quay lại cũng bởi vì một vài nguyên nhân nên ta mới đến đây ta đang muốn điều tra chân tướng về cái chết của tạo vật chủ và nguyên nhân tại sao tà thần lại sa đọa nữ sa quan ngồi nghe anh nói mà hoang mang tột độ cô dừng sốt gào lên ý không phải ngươi nói xong rồi hả tuy ta có từng đoán được một tên loài người như ngươi sẽ đến gặp tạo vật chủ và sẽ có mưu đồ gì đấy nhưng lại không ngờ ngươi lại nói thẳng cho ta biết lâm trạch thấy cô ngạc nhiên nên liền đáp lại đối đãi với chiến hữu cùng trận doanh với mình mau chóng chia sẻ tin tình báo chính là thói quen của ta nữ sa quan nghe xong thì bật cười híp cả mắt cô đưa tay gãy đầu nói với giọng khó hiểu nói một cách thông thường cũng không phải tự dưng mà nói ra hết cho người ta biết những người hay làm như vậy nếu không phải là người ngu ngốc thì sẽ là người cực kỳ tự tin vào thực lực của mình chuyển cảnh nữ sa quan lúc này quay lại chỗ cũ khi thấy Nea và Utau người bị thương nằm bên vũng máu thì lên tiếng chế giễu, thật nhức nhác quá Nea. À. Nea ngồi quỵ xuống đó mà cao có quát lại, bớt nói nhảm, mau lại giúp một tay này. Utau nằm đó cả người run rẩy mà lên tiếng cảnh giác. Sauan, tên này mạnh quá. Nữ Sauan có chút đăm chiêu như đang suy tư điều gì đó bèn đáp lại, ừm, um, ta biết mà. Cùng lúc tên Zero bay đến trước mặt nữ Sauan, hắn tỏ vẻ cao ngạo lên giọng tự đắc, bác sĩ Sauan, cô còn thủ đoạn gì nữa không? Đối với ta thì huyễn thuật không có tác dụng gì. Tuy nhiên nữ Sauan lại nói tạo vật chủ thật sự đang ở lạc viên đây chính là cách các ngươi dụ dỗ mek sao tên zero lại mỉm cười đáp lại ngươi làm sao có thể nhận định đây là lời nói dối chứ cũng trong lúc này nam Sao quan cũng đi đến bên cạnh nữ Sao quan liền cho biết ta đương nhiên có thể nhận định rồi vì người nhặt tạo vật chủ về năm xưa chính là ta đó chuyển cảnh quay lại trường học cấp 3, hai cô bạn đi theo lâm trạch mua đồ bơi cùng với nivi lúc này các nữ sinh đang thi nhau thử đồ tạo dáng để lâm trạch lựa chọn a hồng mặc trên người một bộ bikini sọc đỏ phô ra làn da trắng cùng vòng eo thon cô bèn lên tiếng hỏi bộ này lâm trạch thấy có đẹp không dù vậy nhưng gương mặt của lâm trạch vẫn không có chút cảm xúc anh khoanh tay lạnh lùng bảo rất bình thường ngay sau đó tiểu nhi đi tới với bộ bikini kiểu cách cô dùng hai tay nâng hai quả đào tổ bố lên nói hừm hừm như vậy mới là kiểu lâm trạch thích phải không thế nhưng lâm trạch lại cho rằng bộ này quá phóng đang rồi mau đổi cái khác đi dây tiếp theo là giọng nói của ni vi vang lên tiếp bơi lội ở trường cần phải mặc đặc biệt như này sao vậy thì tớ có nên đi thay bộ nào đẹp hơn không vừa nói cô vừa xuất hiện với bộ đồ chơi màu đen không quá hở hang mà lại quyến rủ cô nhìn hai người kia ăn mặc hơi thoáng nên hơi e dè hỏi lại lâm trạch như thế này có phải chưa đủ chuẩn chỉnh không lâm trạch có chút ngạc nhiên cũng như thích thú với bộ đồ bơi này nên liên tục xua tay không không như này mới đúng nhưng cơ hội ni vi chờ người tới gần lâm trạch nhẹ giọng hỏi anh vậy lâm trạch có thể dạy ta học bơi không lâm trạch bỗng đỏ mặt anh ngại ngùng quay mặt đi hướng khác mà lẩm bẩm nói ta thần không biết bơi sao ni vi tươi cười đáp lại đương nhiên là biết nhưng ta vẫn cứ muốn lâm trạch dạy lời của ni vi như xét đánh ngang tai hai bạn nữ còn lại thế là cả hai liền kéo lấy ni vi ra khỏi lâm trạch ta biết bơi để ta dạy cô đúng vậy chúng tôi có thể dạy được mà cứ thế cả hai hộ tống ni vi xoay người rời đi lâm trạch thấy vậy cũng lên tiếng nhắc nhở đừng có làm ầm ĩ lên nữa nếu đã mua được rồi thì quay về một lần nữa lâm trạch cảm thấy hoảng loạn khi trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh kinh hoàng lúc trước cảnh tưởng tiểu nhi và a hồng đang nằm gục trên đóng đổ nát xung quanh toàn là máu trên tay lâm trạch cầm một con dao quần áo trên người được nhuộm đỏ bằng máu anh đang đứng gần đóng đổ nát đó lâm trạch bàng hoàng đưa tay lên xoa đầu mà hét lên lại xuất hiện nữa rồi rốt cuộc là cơ à chuyện gì nghe được tiếng hét của lâm trạch hai cô bạn liền buông tay Nivi mà lo lắng chạy lại chỗ anh lâm trạch cậu sao vậy có chỗ nào thấy không khỏe sao Nivi ở phía sau thấy cảnh này lại có chút vui mừng khi cô thầm nghĩ cậu chú ý tới rồi đúng không lâm trạch là sự uy hiếp đang gần kề cận đó chuyển cảnh chiếc đồng hồ cát của tên zero vẫn đang lưu chuyển thời gian nữ xa quan mặt không biến sắc hỏi lại zero đối diện với tạo vật chủ ngươi cảm thấy bản thân có nắm chắc được thắng lợi không tên zero lại tỏ ra như đang suy nghĩ hắn nói nếu như là tạo vật chủ hoàn chỉnh thì bây giờ ta mà bắt đầu xử lý thì sẽ hơi có chút phức tạp hắn nhìn tên nam saoan mà có chút nghi hoặc nhưng bên đó chắc hẳn chỉ là cơ thể nhì nữ saoan nghe vậy cũng liếc mắt nhìn về sau nói ai mà biết chứ ngươi muốn xem không tên zero đưa mắt nhìn lên đồng hồ cát rồi bảo vẫn còn chút thời gian thử chút cũng không sao dứt lời hắn liền thi pháp lên đồng hồ cát tạo ra những luồng hắc khí kết ấn thành một trận đồ mang theo những tia lôi khí chuyển cảnh quay lại cuộc chiến giữa victoria và tên hầu mars lúc này tên giai đã thành công dùng dây xích chói tên mars lại quá tốt rồi như này sẽ không còn cách nào để di chuyển nữa victoria không khỏi kinh ngạc khi thấy cảnh này oa wow thật không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy rai mặt lạnh liền lên tiếng không cần khen ngợi hay tán thưởng gì đâu nói đoạn hắn đưa cho victoria một cặp khóa tay rồi hỏi lại tiểu thư victoria cô muốn tự đeo hay là ta giúp cô đeo victoria trố mắt ra nhìn chiếc khóa tay mà kinh ngạc hỏi lại ý ý tại sao ta cũng phải đeo chứ rai quay lại nhìn cô cho biết thêm cô và mars đều không phải là người thật sự tồn tại ở thế giới này dùng khái niệm nhân vật trong chuyện để giải thích cô cơ thể hiểu được không victoria tỏ ra khó hiểu mà quát lớn lên hả ngươi đang nói gì vậy rai đã khóa hai tay của victoria lại đồng thời lý giải nói tóm lại có người đã đưa hai người từ trong câu chuyện đến đây trước khi chưa điều tra ra người đứng đằng sau các người là ai thì cứu thế giới sẽ tiến hành bắt giữ hai người tới đây victoria như chết lặng khi nghe những lời này sau khi xong việc rai lại lớn tiếng hô vang đại nhân yoga nhiệm vụ ngài giao cho ta như vậy là đã hoàn thành rồi chuyển cảnh quay lại tuyến thời gian của lâm trạch khi anh đang ngồi nói chuyện với nữ xa quan tại vườn hoa hồng lâm trạch lại nói nhìn bộ dạng này của tạo vật chủ mà nói đối với các người cũng rất vất vả nhỉ nhưng nữ sa quan lại sụ mặt xuống bảo rằng ngươi đến đây thì ta sẽ ta cảm thấy vất vả hơn nhìn về phía tên tạo vật chủ lâm trạch nói tiếp như vậy chẳng phải đã chứng minh là kết cục của tạo vật chủ đã định trước rồi sao ít nhất trong ký ức của ta ở thời đại đó tạo vật chủ đã suy kiệt các chữ thần ngã xuống rồi biến thành tà thần là lịch sử đã định trước hơn nữa nếu như ta nhìn không nhầm thì các người bây giờ cũng đã bị ô nhiễm rồi nữ sao quan nghe lời này thì liền liếc mắt nhìn anh như thể rất bất ngờ vì sao anh lại biết điều này sau đó từ phía sau cô ta bỗng xuất hiện những nhánh vương chi lực cô buồn bã nói tạo vật chủ là nền móng của thế giới người giờ đã điên điên dại dại thì chúng ta thân là con cháu của người tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng cô siết chặt một nhánh vương chi lực trong tay mà tò mò muốn biết rốt cuộc là lử nào muốn ra tay với tạo vật chủ chứ lâm trạch ngồi bên cạnh nghe cô hỏi vậy liền gãy đầu cười trừ một cách ngây dại ha 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 có lẽ chính là ta đấy tới đây nữ xa quan hét toáng lên nàn ý gương mặt cô ta biến sắc mà chết lặng nhìn chằm chằm lâm trạch bỗng lâm trạch nghiêm mặt lại cho biết chuyện ta muốn ngăn chặn nhất chính là người xuyên không bị triệu hồi đến dị giới anh trầm ngâm suy đoán ngoạn nguồn chuyện này chắc chắn tạo vật chủ điên cuồng kia không phải sao nếu chưa khử hắn đi bi kịch của những người xuyên không sẽ chấm dứt Ta sẽ ra tay không do dự, nhưng nhìn từ ký ức của Nivi, ký ức ban đầu của chúng ta cũng không còn sạch sẽ nữa. Cùng lúc Lâm Trạch nhìn về phía tên tạo vật chủ đang lẩm bẩm một mình, ta là ai? Chuyển cảnh, quay lại trường học, lúc này Lâm Trạch cùng các bạn học đang cùng nhau tập bơi, trong khi anh đang ngồi một mình trầm lặng suy ngẫm tới những cảnh luôn nhìn thấy trước đó, thì Nivi dưới nước lại đang háo hức ngồi trên chiếc phao đưa chân xuống mà nghịch nước. Lâm Trạch bơi lội là phải dùng cả hai chân thế này. Bất chợt Lâm Trạch hỏi lại cô: Ta thần đại nhân, người biết cảnh tôi đang thấy bây giờ không? Nghe vậy Nivi liền bĩu môi thở dài đáp lại bây giờ mới quyết định mở miệng cầu cứu ta sao lâm trạch thoáng chút lo lắng nói nếu người thật sự biết vậy hãy nói cho ta biết là chuyện gì đi ngay lập tức nivi bước xuống khỏi chiếc phao cô đi tới ôm choàng lấy cổ lâm trạch nói ta có thể giúp lâm trạch vén màn thế giới hư ảo cô nhìn anh mà gằn giọng hỏi lại nhưng mà ngươi thật sự đã sẵn sàng chưa lâm trạch cảm thấy hoang mang anh lại gãy đầu miệng ú ớ trong nháy mắt khung cảnh hồ bơi trước mặt lâm trạch bỗng biến mất thay vào đó là sự xuất hiện của một cây cổ thụ khổng lồ kèm theo đó là những luồng hắc khí bao quanh cành cây anh ngơ ngác cất tiếng hỏi lại đó là gì vậy anh đang đứng trên đóng đổ nát mà hoang mang đóng phế liệu này là gì nữa bởi nhờ sự trợ giúp của nivi mà lâm trạch đã bước vào một huyễn cảnh của tương lai lúc này nivi đi tới gần lâm trạch nhẹ giọng nói cho anh được biết ba ngày sau thế giới của lâm trạch sẽ đón nhận kết cục cô chỉ tay về cây cổ thụ phía trước rồi nói chính cái cây đó đã ươm mầm hủy diệt đã giáng xuống thần thoại ngày trước đến đây lâm trạch chợt nhớ đến lời nivi từng nói mà hỏi lại người từng nói ta sẽ xuyên không đến thế giới khác nivi bỗng nhiên tiến tới ôm trầm lấy lâm trạch từ phía sau lâm trạch ngươi từng cho rằng mình xuyên không đến từ hành tinh hòa bình bị ép rời xa quê hương bị triệu hồi đến dị giới cô lại thủ thủy bên tai anh nhưng bây giờ xem ra tình hình đã khác rồi quê hương mà các ngươi muốn trở về có lẽ đã sớm không còn tồn tại nói rồi Nivi đưa tay lên khâu trung thi pháp ngay lập tức huyễn cảnh đã biến mất và cắt hai người quay lại hiện thực dưới hồ bơi mọi người vẫn đang ồn ào náo nhiệt còn lâm trạch vẫn cứ đứng ngay ra đó luôn miệng lẩm bẩm ba ngày sau chính là ngày tận thế đúng không đột nhiên tiểu nhi và a hồng trông thấy hai người cứ ôm nhau tình tứ thì bốc hỏa quát lên này này hai người định ôm tới lúc nào nữa đúng thật là chuyển cảnh quay lại với lâm trạch hiện tại anh ngồi đó thầm suy ngẫm ký ức về quá khứ tràn về ở thế giới đó có ni vi bảo vệ thật sự rất đáng tin cậy anh chợt nhớ lại câu hỏi của kỵ sĩ thần cung skitia lúc trước lâm trạch tiên sinh những người xuyên không như chúng ta vẫn còn có ngày được trở về quê hương sao nghĩ tới đây lâm trạch lấy tay đặt lên ngực rồi lại nghĩ tiếp trải qua một chặng đường dài cũng coi như tiếp cận được chân tướng sự thật về người xuyên không chắc cũng sẽ sớm biết được nguyên nhân về lời nguyền trái tim thôi bỗng nhiên nữ sa quan quay qua lên tiếng hỏi anh bước tiếp theo ngươi định làm thế nào lâm trạch tiên sinh lâm trạch liền đưa ra gợi ý có lẽ chúng ta phải tìm ni ở tuyến thời gian này để nhờ giúp đỡ rồi chuyển cảnh quay lại tuyến thời gian của Nivi khi ở trên con tàu lúc này ni nhìn thấy trên bàn được xếp đầy những món ăn mà luôn miệng khen ngợi ôi chao những món này đúng là mỹ vị là tế phẩm khiến người ta hài lòng nữ sa quan ngồi đối diện nhìn ni bỗng lên tiếng sa ni ta muốn giới thiệu một người với cô ni đang ngậm lấy cái muỗng trong miệng khi nghe quan nói thì ngạc nhiên hỏi lại là ai, ngay sau đó Lâm Trạch liền bước vào cuối đầu hành lễ, chào nữ thần Sa Nivi tôn kính, ta là Lâm Trạch. Khi thấy Lâm Trạch Nivi có chút ngờ ngợ nói ngươi là, rồi cô liền nhớ ra đã gặp qua Lâm Trạch khi anh đang đứng cùng Thụy Kim trước đó, tới đây cô bỗng reo lên, ngươi là loài người trước đó. Lâm Trạch lại mỉm cười cho biết, không những vậy, ta còn là người du hành thời gian, cũng chính là người trở về đây từ tương lai. Rồi anh lại tiến đến gần Nivi nói cho cô thêm một tin, trên thực tế ở tương lai, ta và cô còn kết thành phu thê nghe hai từ phu thê làm nivi sừng sốt buông cái muỗng ra rồi chỉ biết hả lên một tiếng mà nhìn anh nivi hai mắt tròn xoe cứ nhìn chằm chằm lâm trạch cô kinh ngạc vội lấy tay che miệng lại mà thốt lên phu thê ư ừ. biết đây mà một tin cực sốc đối với nivi sao quan vỗ chán tỏ vẻ bất lực nói thêm ta có thể đảm bảo điều mà anh ta nói đều là sự thật lâm trạch tranh thủ lên tiếng nhờ vả nivi chuyện này chỉ có cô mới có thể giúp tôi nivi một lần nữa lại bị ngớ người ra mà đáp lại là ta sao nhưng bây giờ ta hoàn toàn không hiểu gì cả Thế nhưng Lâm Trạch nhìn cô mỉm cười cho biết, không sao, cô chỉ cần nghe là được, sau này cô sẽ quên lần gặp mặt này của ta và cô, cũng sẽ không nhớ gì về tất cả những điều ta nói, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó trong tương lai cô sẽ nhớ ra, nghe xong Ni Vi cứ như thể bị sét đánh ngang tai mà ngớ người ra đấy. Chuyển cảnh, trở lại tuyến thời gian của Ni Vi, khi cô đang ngồi nghịch nước thì Lâm Trạch đứng phía sau cảm thấy lo lắng lên tiếng hỏi cô, có cách gì có thể ngăn chặn ngày tận thế mà cô nói không? Ni Vi nghe giọng của anh bèn quay lại nhìn anh ngạc nhiên nói, không hổ là Lâm Trạch Nhanh như vậy đã bình tĩnh lại rồi, bỗng nhiên Lâm Trạch đưa cho cô một lon nước ngọt bảo rằng cho cô. Ni Vi nhìn thấy lon nước ngọt liền nhận ra, đây là nước uống yêu thích của loài người, cô liền cầm lấy lon nước ngọt mà nói cảm ơn. Lâm Trạch hoang mang hỏi lại cô, vậy nên có cách không? Ni Vi đứng dậy tiến về phía anh rồi bảo, "Rất tiếc, ngay tận thế diễn ra là điều tất nhiên." Cô ôm chàng lấy anh mặt đối mặt nhẹ giọng cho biết, "Nhưng ta sẽ nghĩ cách cùng chống chọi tất cả với Lâm Trạch." Cô bỗng áp sát mặt mình vào má anh nói tiếp, "Và đây cũng chính là ý nghĩa của việc ta tìm đến đây." Chuyển cảnh quay lại tuyến thời gian của Lâm Trạch, lúc này anh đang đeo găng tay y tế đồng thời lên tiếng quan, đã chuẩn bị xong chưa? Bên này nữ quan cũng mặc trên người bộ đồ y tá, tay cầm con dao nhỏ lên tiếng tất cả đã chuẩn bị xong. Bác sĩ Lâm Trạch, Lâm Trạch cũng cầm một con dao nói được về phần Nivi làm phiền cô gây mê cho người bệnh. Nivi cầm trong tay cây gậy gay là một vũ khí dùng để chiến đấu. Cô hoang mang hỏi lại có chắc dùng cái này được thật không đó? Lâm Trạch tươi cười giơ ngón tay cái lên nhầm khen ngợi thiết bị này kiếm được cũng chỉ có thể dùng sức để gây mê thôi hóa ra cả ba người bọn họ đã bắt trói tên tạo vật chủ lại rồi chuẩn bị phẫu thuật cho hắn ta nhìn hành động của bọn họ khiến tên tạo vật chủ hoảng sợ hét toáng lên này các ngươi muốn giết ta sao này mau thả ra ra sao quan liền lấy tay che mắt hắn lại đồng thời lên tiếng trấn an đừng lo lắng cha đây chỉ là trị liệu sao quan nhìn tên tạo vật chủ mà trong lòng thương xót thầm nghĩ phân cách tinh thần và xác thịt của chủ tạo vật nếu thật sự làm được có lẽ quả thực sẽ thành công vừa nghĩ cô vừa đưa mắt nhìn lâm trạch còn lâm trạch lại đang nhìn chằm chằm vào con dao nhỏ trong tay Suy nghĩ hồi lâu anh lại nói, cứ cảm thấy thứ này không dễ cầm cho lắm. Nói đoạn anh liền đi đổi dụng cụ y tế khác, anh đem đến một chiếc máy cưa mà hào hứng cho rằng vẫn là cái này thích hợp hơn. Giây tiếp theo Lâm Trạch và Nivi tay cầm binh khí mỗi người một bên, không biết đang làm gì tên tạo vật chủ mà chỉ thấy máu tươi không ngừng bắn ra. Cảnh này làm Saoan đứng qua một bên đổ cả mồ hôi hột thầm thắc mắc, hai người này đáng tin thật không đây. Thời gian cứ thế trôi qua, Lâm Trạch đưa tay chậm mồ hôi mà thở phào nhẹ nhõm, phù cuối cùng cũng hoàn thành. Nivi cũng lên tiếng thêm vào, tạo vật chủ đã được cứu chữa thành công nói rồi cả hai liền đập tay ăn mừng thế nhưng sao quan lại đang gõ mỏ tụng kinh như thể cầu siêu cho tên tạo vật chủ khi trước mắt cô chỉ là một màu đỏ của máu cô liền nói chen vào đây được gọi là siêu độ thành công thì có tuy nhiên nivi lại xua tay phản bác lại lời sao quan đây chỉ là vết thương chí mạng thôi mà không có vấn đề gì cả lúc này lâm trạch lấy ra từ người của tạo vật chủ thứ gì đó anh quan sát một lúc rồi nói đây chính là tinh thần bị phân tách ra của tạo vật chủ tiếp theo mới có kịch hay quan trọng nhìn tên tạo vật chủ bị phân thây lấy nội tạng Lâm Trạch căn dặn Sa Quan về phần thân thể, giao cho cô bảo quản được chứ. Sa Quan cũng vui vẻ đồng ý như có hơi thắc mắc hỏi anh, được chứ, nhưng tại sao lại là ta? Lâm Trạch lại nói, bởi vì cô của tương lai luôn mang nó theo bên mình. Trong đầu Sa Quan giờ chỉ là toàn là dấu chấm hỏi, cô bỗng cười khổ hỏi lại, ta mang theo nó bên mình sao? Đột nhiên Thụy Kim từ bên ngoài đẩy cửa xông vào, đồng thời lên tiếng hỏi lại, các ngươi làm gì trong đó vậy? Sự xuất hiện của Thụy Kim làm cả ba người Lâm Trạch đều ngơ ngác chìm vào im lặng. Thụy Kim khi thấy cảnh tượng trước mặt, cô chố to mắt ra nhìn vì kinh ngạc rồi ú ớ, các người. Sa quan vội vàng xua tay chen ngang lời cô, Thụy Kim, cô có bằng lòng nghe chúng tôi giải thích không? Thụy Kim bỗng cúi mặt xuống, cô mím môi như thể đau lòng nói, mắt đã nhìn thấy sự thật, còn có gì để giải thích, dám mưu sát tạo vật chủ, muốn che giấu tội danh như vậy. Thụy Kim hiên ngang bừng bừng sắc khí đưa tay về phía bọn họ rồi cho biết, hãy trả ta 50 vạn, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Lời vừa dứt cũng là lúc Thụy Kim bị Lâm Trạch bắt giữ lại và trói chặt, như thể muốn làm điều gì từ trên cơ thể của cô ta, làm cô ta phải hét lên, a à cái tên này. Cô bỗng mím môi ngọ nguậy lắc lư vì khó chịu giọng lắp bắp nói, tên khốn nạn, ngươi không được, không được làm như vậy. Hóa ra Lâm Trạch đã thi pháp lên người Thụy Kim để lấy ra thứ chất nhầy màu đen, đồng thời lấy thêm một số thỏi vàng của cô ta. Sau đó Lâm Trạch đúc những thỏi vàng thành hình một chiếc ly, rồi anh nhìn Thụy Kim vui vẻ nói, đây chính là sự hy sinh tất yếu, cô cố nhẫn nhịn một chút đi, Long Vương Thụy mặt pháp, cô là thần sở hữu nhiều vàng và tài sản nhất. Lâm Trạch lại cho thứ chất nhầy màu đen đó vào bên trong chiếc ly vàng nói thêm, chỉ khi dùng số vàng mà cô có mới có thể làm vật chứa tinh thần ngu ngốc mù quáng của tạo vật chủ. Nhìn cảnh này Thụy Kim cảm thấy đau lòng hét lên, á à con của ta, ngươi đừng làm loại chuyện này với những đứa con của ta mà, á, à, vàng của ta. Sao quan đứng phía sau nhìn thấy phản ứng của Thụy Kim bèn nói với Nivi, Thụy Kim có vẻ đang rất đau đớn, nhưng Nivi lại cảm thấy cô ta dường như đang rất hưởng thụ thì đúng hơn. Thụy Kim nhắm chặt mắt lại, giọng lắp bắp nói, nếu tiếp tục như vậy, còn làm vậy nữa. Tới đây cô ta bỗng mở to hai mắt mà gào lên trong sự phấn khích, ta sắp trở nên không biết liêm sỉ rồi, ta sẽ mãi mãi làm vú nuôi cống hiến tiền vàng cho Lâm Trạch đại nhân. Cùng với biểu cảm của Thụy Kim, Lâm Trạch đã hoàn thành được vật đựng tinh thần của chủ tạo vật, anh cảm thấy hài lòng bèn nói, rất tốt, như vậy là xong rồi. Chuyển cảnh, buổi tối bên tuyến thời gian của Nivi, lúc này Lâm Trạch đang thu dọn sách vở và một số đồ dùng cá nhân. Nivi ngồi bên cạnh bỗng hỏi lại anh, Lâm Trạch, đồ đã mang theo hết rồi đúng không? Lâm Trạch đội thêm một cái nón lên đầu, gương mặt đầy quyết tâm nói lại, Ừm, chúng ta đi thôi. Nivi cũng tiến đến gần anh từ phía sau lên tiếng nhắc lại, lần này rời đi, cậu sẽ không thể về nhà trong khoảng thời gian dài. Lâm Trạch cũng đã suy nghĩ về vấn đề này nên cũng đoán biết được điều này liền bảo, ta biết. Nhưng điều làm anh vương vấn chính là người mẹ, vì thế anh gión rén mở cửa phòng ngủ của mẹ mà lén nhìn trong. Anh chỉ im lặng đứng nhìn bà từ phía xa, sau đó anh lại bảo với Nivi, chúng ta đi thôi. Sau khi rời khỏi nhà, Lâm Trạch và Nivi cùng dảo bước giữa trời đêm vắng lạnh. Anh đưa mắt nhìn lên cột đèn đường mà bất giác lên tiếng hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu bỗng nivi nắm lấy tay anh rồi nói trước khi ngày tận thế hoàn toàn kéo đến chúng ta hãy bảo vệ hy vọng cho thế giới này vừa nói nivi vừa đưa tay chỉ lên một ngôi sao sáng trên bầu trời cùng lúc bên tuyến thời gian của lâm trạch anh cầm chiếc ly vật chứa dơ lên nói đã đến lúc liên kết hai thế giới rồi ta biết cửa lớn ở đâu lâm trạch đang bay lơ lửng giữa không trung anh bắt đầu kết ấn thi pháp lên chiếc ly vật chứa kia miệng lẩm bẩm những câu chú thuật ta chính là cửa là chìa khóa là người trông giữ cửa quá khứ là ta hiện tại là ta tương lai cũng là ta Vạn vật đều nằm trong tay ta, đều nằm ở cửa, cùng lúc có hai quả cầu không gian khác nhau xuất hiện, đang được đôi tay của Lâm Trạch điều khiển. Dựa vào cánh cửa này, hai đầu không gian xa xôi sẽ hội tụ tại một điểm, tới đây cả hai quả cầu đang dần tiến lại gần nhau hơn và được kết nối bởi một vệt sáng được cho là cánh cửa. Lâm Trạch nhắm mắt mệt mỏi vì cuối cùng cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Anh đứng trên bề mặt một quả cầu nhìn xuống lên tiếp chào hỏi ai đó đã lâu không gặp, Cố Hương. Cũng trong lúc này hàng loạt những khe hở không gian được mở ra xung quanh Lâm Trạch, khiến anh háo hức cất tiếng đáp lại đã không ngồi yên được rồi phải không một con mắt đầy sắc màu khổng lồ với nhiều xúc tu bao quanh hiện ra nói loài người ngươi không thể chống lại vận mệnh được tròm sao sắp đặt sẵn lâm trạch không lo sợ mà cũng lớn giọng đáp lại bi mông tốt ngươi cũng không thể xác định vận mệnh của tròm sao anh bức xúc chỉ tay thẳng mặt vào bi mông tốt tự tin nói trước trận quyết đấu giữa ngươi và các vị tà thần hãy để ta lột lớp da của ngươi trước đi chuyển cảnh tuyến thời gian của nivi tại phiêu lượng quốc lâm trạch cầm thanh đao trong tay mà lo sợ khi đứng trước những kẻ địch anh hoang mang hỏi lại ni vi ta thần đại nhân cô không giúp ta sao ni vi đứng cạnh bên nghe vậy thì bỗng cất tiếng hỏi lại anh lâm trạch lại không đối phó nổi với những tên này sao lời này của ni vi nghe như xét đánh ngang tai lâm trạch anh hốt hoảng đáp lại cô nói gì vậy nửa ngày trước ta cũng chỉ là một học sinh trung học bình thường mà anh nhìn về xa xăm rồi lại nói mở màn một nhát đao mưu sinh trong ngày tận thế ở phiêu lượng quốc đúng không ni vi cho biết đây chính là nơi diễn ra ngày tận thế sớm nhất ta đưa lâm trạch đến đây là để ngươi nhanh chóng lấy được năng lực để cơ thể quen với sự chiến đấu cô đưa mắt nhìn lên bầu trời rồi nói tiếp trước khi chính chủ giáng xuống không gian này phải xử lý hết mọi phiền phức hắn đã gây ra bỗng nhiên lâm trạch lên tiếng gọi ni vi tà thần đại nhân làm cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh lâm trạch bàng hoàng khi nhận ra sự xuất hiện của hai bạn nữ tiểu nhi và a hồng anh chỉ tay về phía họ hốt hoảng hỏi lại tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây ni vi bình tĩnh nói cho anh rõ hơn ngươi hỏi tình huống này phải làm sao không phải ngươi nhìn thấy trước được một góc của tương lai sao đó chính là cảnh tượng định mệnh không thể thay đổi vì vậy cũng không cần phải ngạc nhiên cùng lúc tiểu nhi và a hồng dường như bị sức mạnh vô hình nào đó tấn công thoáng chốc cơ thể cả hai đã cứng ngắc máu từ khóe miệng cũng tuôn ra gương mặt lâm trạch hiện lên nổi buồn khó tả nói lầm sao đây lẽ nào phải ra tay với bọn họ sao tuy nhiên nivi đã nhanh tay dùng những xúc tu quắn chặt lấy hai bạn nữ kia lại đột nhiên có một tên đeo kính đen xuất hiện hắn mỉm cười cất tiếng nói thật không ngờ trên hành tinh này lại còn có cao thủ hắn ta ngồi trên chiếc trực thăng nhìn xuống nói với lâm trạch thiếu niên cậu tìm được trợ thủ tốt đấy dứt lời hắn liền phóng thẳng xuống đất đưa tay chỉnh sửa lại chiếc kính đang đeo mà lên tiếng tôi xin tự giới thiệu một chút tôi là tổng thống nhiệm kỳ lần thứ 53 của phiêu lượng quốc tên erlen nivi thấy mặt hắn ta thì nhận ra hắn cô liền lên tiếng nói thêm đồng thời ngươi cũng là tín đồ của tà thần bi đúng không erlen lại viện lý do nhằm giải thích cho việc làm của mình cũng vì trái đất sắp đến ngày tận thế nếu muốn cứu dân cư nước ta thì chỉ có thể làm vậy nhưng lâm trạch nghe hắn tới đây thì cũng bức xúc đáp lại dân cư của nước anh đều đã biến thành quái vật rồi tên Erlen lại mỉm cười, hừ, cậu không hiểu đâu thanh niên à, đây chính là lối ra duy nhất. Đối mặt với tà thần và ngày tận thế, vũ khí của loài người quả thật rất nực cười, ngoài việc làm theo. Chúng ta không có bất kỳ cơ hội phản kích nào, cùng lúc dưới chân hắn ta những tua vương chi lực bắt đầu xuất hiện. Hắn vương tay lên lớn giọng tuyên bố, Bimontos đã hứa với ta, đã đưa toàn thể nhân dân bước vào mộng cảnh. Nivi mỉm cười hỏi lại hắn ra, như điều kiện thì sao? Cô bỗng chừng mắt nhìn chằm chằm về phía Erlen rồi gằn giọng nói, là bảo ngươi giết chết Lâm Trạch ngay tại đây. Erlen lắc đầu tươi cười đáp lại, không không, chỉ cần giữ cậu ta ở lại nơi này, ngăn cản cậu ta xuyên không là được. Chuyển cảnh, quay lại tuyến thời gian của Lâm Trạch, khi con mắt bi mông tốt đang dần di chuyển, một bóng dáng đang hiện ra đồng thời lên tiếng, Lâm Trạch, thật khiến người ta buồn mà, cứ phải gặp ngươi vào lúc này. Lâm Trạch ngỡ ngàng khi nhìn thấy tên Zero, Linh, ngươi là hóa thân của bi mông tốt. Tên Zero giơ hai tay ra như thể thừa nhận, đúng vậy, không thì ngươi nghĩ tại sao ta lại phải đối đầu với tà thần, lại còn ra tay giết hại người xuyên không. Hắn bật cười hớn hở nói tiếp, ha ha ngươi tưởng ta thấy vui nên mới tạo ra công viên vui chơi gì đó sao lâm trạch như thể hụt hẫng nói anh lạnh giọng nói ngươi đã phản bội tất cả mọi người tên zero tỏ ra ngơ ngác tự lấy tay vào mình mà nói lại ta phản bội ư bỗng hắn nổi cáo quát lớn lên chủ tạo vật rõ ràng đã bị điên từ lâu rồi cũng nhờ có ta vũ trụ này mới tiếp tục tồn tại nhưng các chư thần lại một mực từ chối ta hắn chỉ tay thẳng mặt lâm trạch càng thêm phát tiết còn cả người xuyên không các ngươi nữa là ta đã cho các ngươi cuộc đời đẹp để như vậy cũng là ta đã đưa các ngươi đến dị giới ta chỉ dẫn các ngươi đi giết tà thần nhưng kết quả thì sao ngươi lại đi kết hôn với tà thần lâm trạch cũng nhân đây đưa tay lên ngực mình mà hỏi lại hắn vậy nên lời nguyền của ta cũng là do ngươi ban tặng đúng không nghe lời này tên zero cũng giật mình vội nói không không phải do ta hắn cũng đưa tay lên ngực mình trầm mặt lại cho biết vì ta cũng giống như ngươi gánh chịu lời nguyền tương tự hắn tiến lại gần lâm trạch đứng đối diện cùng anh nhẹ giọng lại lâm trạch ngươi vẫn chưa hiểu sao ngươi chính là ta chủ tạo vật có thể phân ra thành tinh thần và xác thịt Chúng ta đương nhiên cũng có thể. Ta chính là tinh thần của Bimontos, còn ngươi, ngươi chính là xác thịt của Bimontos. Nghe mấy lời này Lâm Trạch không tin được, anh cúi mặt xuống mà hoảng loạn thốt lên, "Không, không phải, ta chính là người xuyên không đến từ trái đất." Tuy nhiên tên Zero lại nói thêm, "Đó chính là vì đúng lúc ngươi đáp xuống trái đất, sau khi chúng ta bị chia cách, ngươi đã rơi xuống trái đất trở thành con trai của một người phụ nữ nào đó. Cho đến mãi về sau, ngươi có ý thức hoàn toàn đã quên đi quá khứ và chỉ nghĩ mình là một người bình thường."